Cuộc đời cho phép mà. Sáng hôm nay chị Xuyến thức dậy thấy trong người đột nhiên thèm cơm nên đã một mình ngồi nã hết 4 chén cơm, cộng theo đó là 2 quả sầu riêng được một mạnh thường quân ở Xì Phố gửi xuống và 2 kg hào sữa cùng 20 cái hộp vịt giữa, 21 hộp sầu riêng, chưa kể đến 4 chảo và 1 kg cốc. Không hiểu chị Xuyến bụng dạ nào chứa nổi cho buổi sáng hôm nay mà một mình ăn rất là nhiều món. Để hiểu được câu chuyện ngày hôm nay như thế nào, Thanh Liêm xin mời cả nhà hãy cùng Thanh Liêm theo dõi hết câu chuyện buổi sáng hôm nay nhé. Xin mời cả nhà. Sư phụ. Chào cả nhà nha. Bữa nay Thanh Liêm xuống thì phát hiện là trời ơi, ăn đồ khủng luôn. Dạ, dữ dữ dữ. Đó là em chị mới ăn gì? Chị mới ăn gì vậy chị Xuyến? Ông bà gia ông ngoài thành phố ông coi trên mạng đó. Ừ. Ông thấy ông thương ông gửi cho chị 2 trái sầu riêng, chị mới ăn hết nè. Phật ơi, ăn mình ăn 2 trái luôn. Ngon ghê. Trời, thiệt không? Có thiệt hay nói chơi đại gia nó thiệt không? Nó thiệt á. Thiệt luôn vậy hả? Ừ. Trời ơi, đại gia ông thương đó hả? Ừ. Trời, bây giờ quý vị cứ nói là chị Xuyến vậy hoài không có người thương đúng không? Chị đó cũng có người thương, gửi 2 trái sầu riêng với 1 đây nè. Quý vị thấy không? Ốc nè. Trời ơi, quá chừng quá thế luôn á. Quý vị cứ nghĩ vậy hoài. Dạ cái này chị rửa cái hộp sầu riêng luộc ăn nè em trai. Quá dữ. Đó. Ủa nãy gì á mẹ? 2 trái sầu riêng xịn sò cùng 1 gỗ ốc luôn. Má ơi. Quá ngon luôn. Ngồi xuống con. Ừ. Đó em bắt làm gì? Không biết, nào giờ chưa ăn, không biết. Chị cũng lần đầu tiên chị mới ăn nè. Chị nói là con gì ta? À, không biết em mình nó luộc cách làm sao, mình không biết luôn á ta. Vậy ha. Chắc cái này chắc bắt làm với muối tiêu quá. Ừ, ơi. Quá dữ. Ngon quá nè em ơi, để coi được nhiêu con nha. Điểm coi. 2, 4. Quá trời luôn rồi. Đó, cái này điểm coi. 2, 4, 6. Có phần không cần gì lo hả chị Xuyến? Có lọc ăn hoài không? 1, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 46 con. Xử hết không? Có cần ai đến xử tiếp không? Chắc chị ăn hết quá. Trời Phật ơi. Phật ơi, mới đây nghe nói 2 trái sầu riêng mình nên xử, bây giờ rồi xử 42 con ốc. Để coi được nhiêu hộp sầu riêng nha. Trời ơi, đếm nữa kìa. Đó, đếm bao nhiêu hộp kìa. 2, 4, 6. Quá chừng quá thế luôn. 10, 12, 14, 16, 18, 21 hộp sầu riêng. 21 hộp làm hết không? Hết. Trời ơi. Ăn luôn đó, ăn hết luôn đó. Rửa cho nó mắc mấy ghĩa đi. Nó còn mấy cái ghìa kìa, lấy miếng cước đó chị. Ừ. Để khi mình luộc nó nổi lên á. Quá trời ngon à. Quá trời ngon luôn. Hồi đó em có ăn hộp sầu riêng luộc chưa? Hồi nhỏ có, giờ lớn hết rồi. Không tiền mua sầu riêng ăn luôn. Có để muối không em? Thôi càng. Luộc không vậy đó. Để không vô luộc nó nở lụm. Sầu riêng với hột mít là vô địch luôn. Ha. Vô địch luôn ha. Trời ơi. Điểm nữa kìa má ơi, điểm lại kìa nghe. 16, tối nay mà ông Tư ông ra, ông mà tối nay ông ra ông ngủ ông đừng có la chị Xuyến nghe. Vừa ăn sầu riêng mà vừa ăn hột sầu riêng luôn nữa. Dạ. Quá ngon quá anh em ơi. Ngon quá anh em ơi ha. Dạ. Rồi giờ làm. Giờ gì? Để hỏi em gái cái luộc cách sao, em gái nó biết nó luộc làm sao vậy em gái? Nước sôi rồi hả, đổ vô. Nước sôi rồi bỏ vô ha. Cái này chín rồi nè, chị nhấc xuống đi. Cái này chín rồi. Cái này bắt qua đây nè. Wow. Con đó nó lò nhỏ quá không ơi. Trời ơi. Chị nói để chị điện chị. Cái này là cái gì đây? Trứng nữa hả? Trứng. Chị nói để chị điện cái mà sửa bếp ga này cho chị nè em gái. Ừ, nó không lên mà chị nói. Trời ơi, có thợ ở đây mà không chịu, cứ nói hôm nay ta sửa cho. Chứ nói sợ ta làm không được. Sửa được thì sửa cho mình cái gì? Người ta làm được người ta lấy tiền mà không chịu. Còn làm được thì đền cho cái bếp mới luôn. Rồi đồng ý liền. Bây giờ cái bếp nấu nóng hổi thì kêu làm. Hả? Nấu nóng hổi thì kêu làm. Để ngồi đi làm. Bữa nào đi.
Nói chứ bữa nào đi em quở xuống làm giùm cho. Biết là biết làm ha. Rồi. Dạ. Trai của nó đó, đó. Biết tính đó. Để cậu làm con. Như này tối ngày gặp nó là vậy không à. Giật trứng ha, điểm thử coi được nhiều hộp chưa. 20 nhất. Trời trời cái này chuyến ăn khủng hoảng trời. À, nó nghe là bình thông tự nhiên cái sáng sớm thèm cơm. Ừ. Sáng chịu quốc cho bốn chứ con. Trời ơi trời. Sáng rồi. Mới ngủ chuyện không rồi, thèm rồi cơm. Rồi mới thì làm hay nè. Chị ra chị mua cao trao. Chị ra mua cao trao rồi bắt đầu chị vô chị lấy nước tương trộn lại bắt đầu chị ra chị lấy rau sống chấm ăn. Bữa nay nhìn thấy chị chiến ngủ ngộ hết cả nhà. Đó thấy không cả nhà. Giống như là cô gái tóc đỏ gì đó. Cô gái khăn hoàng đỏ chứ. Cái gì thấy chưa? À, trời chết. Ơi. 10. 11. 12. 13. 13. 14. 15. Khủng hoảng chưa? 16. 20 hộp chẳng á. Phải không? 20 luôn. Ừ. Bữa nay ăn hết 20 luôn. Ăn hết. Trời ơi. Bụng nào mà chứa cho nổi đây. 20. 20. Vậy trời ơi, con chưa thì tỉnh đó nha. Chị tính lên ăn đi thôi với Simo mà chị sợ không lại Simo nó cự chị. Thấy Simo trên mạng á. Ăn mà mình thi ai chắc anh em nhỏ đi. Ừ. Anh em kêu chị đi thi hoài nè. Ừ. Mà chị sợ thi không lại nó cự chị. Nóng mà nghe con. Anh thấy chứng nhỏ. Chứng cút phải không? Ừ. Tiếp mẹ đi. Rồi đó. Ừ. Ừ. Mẹ nè nó nghe nè. Ui dạ. Quen. Mẹ mày ăn kiểu mày hoài chứ mẹ mốt đi không nổi dạ, luôn. Mập luôn á. Giờ mình để mình lật câu găm nha. Lật câu găm ha. Ừ. Lật câu găm. Hết thế. Cái đó đó. Nó nóng. Đó em chưa có ăn nhưng mà em nghe nấu hình như là nướng dưới mà mỡ hành á. Cái nào? Đậu phộng ngon lắm á. Cái con đó là con gì ta? Em nói con nào? Con đó con trong cái gỗ đỏ đó. À cái con nó kêu con gì đó. Con gì? Hào sữa. Trời ơi, giờ mới biết tên luôn. Ừ, gầu dầm nè. 5 ngày quá chừng nhắc. Quá thế luôn. Ngon hết sức ngon luôn ha. Bà ăn với chắc tôi nghi lăn bà luôn chứ không còn đi nữa quá chị Xuyên. Hả? Lăn luôn á chứ không còn đi nữa đâu. Lăn chị luôn ha. Ừ, nằm xuống lăn á. Ừ. Dài từng tháng nữa lên tí nữa nè. Ừ. Ăn kiểu mày ông Tư ông gặp ông chơi chết rồi. Mập quá là ông chạy đó. À, ông đi em ơi, mình chú ý mình sống với con mình thôi chứ chị giờ là con chị là trên hết. Vậy đó ha. Chị nói là chị là mẹ đơn thân ở vậy, chị nuôi con suốt đời rồi. Vậy là bắt cặn ông Tư rồi ha. Ừ. Rồi bụng ông nghe ông Tư, tại ông mới nghe ông Tư. Cháu chị nữa nè. Ủa thấy chưa? Ừ. Chị Xuyến nói rồi đó, giờ là bắt cặn Tư rồi đó. Ừ. Chỉ có con và cháu của ta thôi. Ừ. Mới mất rồi cháu chị còn chị mừng mất chị cháu rồi rồi có tới quyền mà nó lớn nó chồng nó đẻ con mất chị cháu nữa vậy đó quyền ha con đó chị. Ừ. Con rồi cháu rồi con. Ừ. Trời ơi bữa nay chị Xuyến một mình là làm là 42 con hào sữa 20 trứng hột vịt lộn và 21 cái hột sầu riêng chưa kể mới nã hết hai trái sầu riêng vừa xong trời ơi à. Bụng dạ nào sáng 4 chén cơm nữa hả? Dạ. Bà nội ơi, ăn gì mà khủng hoảng thì trời, ăn kiểu này là ba thằng Liêm ăn chưa lại một bà Xuyến nữa. Bữa nào chị em mình ăn thi đua nè. Thua. À. Thua. Thua ăn là thua, thấy tướng to chứ em ăn không có nhiều hết trơn. Ăn không lại nha. Thiệt. Bữa cơm em ăn có một chén là dữ lắm rồi. Ừ. Ngon thì chén ngoài hay chén. Dễ gì mà em ăn lại chứ. Ăn sao lại. Vậy giờ ở căn ký ai nặng hơn nè, nó ăn thì không lại rồi đó. Chị đó hơn Liêm chị nhiêu ký? Trời ơi chị dữ lắm, nhìn 65kg đổ lại hết lóc rồi. Ừ. Mà 20 trứng là chị ăn hết nhiêu gram nè. Ừ. Ăn nhiều cũng quảng hồn rồi con bây giờ cái này. Vừa ai kêu đứng gần ta làm chi? Ừ. Ngon nè. Ngon. Chị đó cần chị ăn hết cơ gram này không? Chuyện nhỏ, à, cái đó em ăn còn hết nữa chi chị. Ăn rau găm bằng này nó bắn luôn ha. Rau găm mà chấm với muối tiêu mà cay cay ha. Trời ơi, còn gì bằng số giấc luôn. Quá chừng, rửa nước nữa. Rửa hai nước. Ừ. Trời ơi.
xuống bên này là một bình là thủy và hai cục trứng vịt đồn, hai trái sầu riêng, 21 cái hộp sầu riêng và 42 con hàu sữa trong ngày hôm nay cô chú anh chị. Ôi trời, giờ em không biết kêu chị bằng chị gì luôn nữa. Sumo 2 ha. Sumo 1 á. Cái này chắc kêu là đó giờ ở trên cộng đồng là có tiểu hồ ly, còn bây giờ ở đây chắc là sư tỷ của tiểu hồ ly luôn. Sư tỷ của tiểu hồ ly ha. Xong rồi vô làm cho nó ra hết nước cái đi, cho ra keo muối tiêu. Có muối tiêu không? Làm. Nhìn lên cái chụp tấm hình coi. Ôi ôi đẹp gái giờ như vậy. Lung linh như cây đinh luôn á. Chị đẹp không em? Quá đẹp luôn á. Đẹp á. Chị xinh như cái bánh kẹp vậy đó. Chị đó hả? Chúc chị ăn giỏi ha, ăn nhanh chóng lớn ha. Chị Xuyến làm muối tiêu nha. Để coi công thức làm muối tiêu của chị Xuyến sao nha. Đâu? Làm rồi. Đậy nắp không? Cái đó đậy nắp không em nghe? Rồi chị Xuyến làm keo muối tiêu nghe cả nhà. Trời ơi, ổi nữa hả? Nè, mấy trái xoài nè, khớp nè, ổi trời ơi, ổi nè, xoài nè, rồi đầu hàng khớp nè, quá thế rồi trời ơi, ăn gì đó. Ê, có ai mà giống mình không? Đúng rồi, ai giống mình rồi vậy vậy đó, tính đi thi với Simo mà sao thi không lại đó. Chưa chắc rồi nghe, chưa chắc ai hơn ai à nghe. Tại vì mình lên cho anh mình làm không ai cần mình. Chưa biết ai hơn ai à. Để thằng Liêm nhắc lại cái lịch trình ngày mai là chị Xuyến sẽ ăn nghe. Vừa qua thì chị Xuyến nó lộng có hai trái sầu riêng, bây giờ là tới là 20 hộp vịt lộn, rồi chút xíu nữa là xử 42 con hàu sữa và 21 hộp sầu riêng, 4 trái ổi, 1 kg lâu xài. Bà nội ơi, hết thế luôn trời. Kìa đó, bắt đầu chị Xuyến làm muối tiêu đó quý vị. Làm cái muối tiêu ha. Rồi làm cái muối tiêu đi. Mình coi mình ăn. Ừ đúng rồi. Xong chút nữa cái tới hộp sầu riêng nè. Sầu riêng một nữa nè. Sầu riêng rau găm. Làm muối tiêu ha. Đây, công thức làm muối tiêu của chị Xuyến nghe cả nhà. Quá dữ. Ớt nhiều không? Để ớt nhiều không? Nhiều, để hai trái luôn. Để mấy muỗng đường? Cho biết công thức luôn coi. Không có để đường này, để hai muỗng muối. Sao không để đường? Hả? Thường thường thấy người ta làm muối tiêu để miếng đường bột ngọt vô cho nó dịu lên nữa mà. Đường sao ăn được? Có muối á. Một chút xíu đường, một chút xíu bột ngọt nữa. Ừ. Cho nó dịu lại. Bây giờ để cho mình ra ngoài cho mình lấy anh em á, nói anh em á. Ừ. Anh em ơi, chào anh em. Dạ em chào khán giả trong nước ngoài nước. Ừ. Bữa nay sáng không tự nhiên cái nó thèm mà hộp vịt với nước. Ừ. Giờ mình ăn 20 trứng đó. Ừ. Bữa nay thử thách 20 trứng ha. Dạ. Bữa nay ăn 20 trứng đó. Ừ. Thì em mời anh chị em khán giả ăn với em nha. Rồi. Hôm nay lại ăn 20 trứng hộp vịt với nước đó. Ừ. Mình chỉ xíu ăn 20 trứng luôn ha. Dạ. Quá rồi. Thèm dữ không chị Xuyến? Thèm mới ăn được em chứ. Ừ. Không thèm ăn đâu được. Sáng là quất hết 5 chén cơm mà ăn. Dạ. Sáng không uống vậy thèm cơm. Ra bắt đầu cơm lên nè cái. Rồi sáng mà quất 4 chén cơm rồi đó hả? Dạ. Dữ mà hả? Em giả ăn với em nha. Rồi. Dạ. Trời ơi. Quá đã. Sao giống vịt lạc vậy? Giữa mà. Giữa. Nó giữ nước mà này chứ nó. Lạc rồi. Rộng giữ đặc á. Hơi giữ giữa ha. Ừ. Ừ, con kìa. Quá ngon rồi chị Xuyến ơi. Nói chung là chị Xuyến thèm thì Xuyến ăn mới được. Ừ. Nha, chứ không thèm mình ăn cũng không nổi đâu. Dạ. Hôm nay là phá kỷ lục kìa Xuyến ơi, 20 trứng rồi Xuyến ơi. Dạ. Đó, phá
Chị ăn đi rồi chị nữa mấy anh mà coi clip chị đó, người ta sẽ gửi thêm những cái món ăn mới cho chị anh nữa. Anh nào muốn thử thách gì thì gửi cái đó. Này là anh đại gia ở đâu nữa đây? Ấn Độ hả? Học dịch hả? Đây cái này chủ đại gia học dịch là lộn. Chủ học dịch. Ăn cho chị xíu 20 trứng. Chủ lò học dịch. Rồi ăn rồi. Rồi thấy thèm vậy trời. Ba muỗng là hết trứng, ba muỗng hết trứng. Và cái này ngay trứng thịt lạc à. Trứng sao ba quốc nguyên trứng luôn nè. Rồi, trứng đầu tiên đã vượt qua. Một trứng mà trong vòng 30 giây rồi nha. Giữ nước là không cả. À, giữ nước đó, nó giữ nước đúng rồi đó. Mà trời đã. Ôi ôi nó đã. Ôi ôi. Quá đã rồi. Vị mới ngon hết chị Xuyến. Dạ. Chắc tiêu ăn rau rồi vô. Ôi ôi ăn miệng mồm ra. Quá đã rồi. Ôi ôi ăn mà mấy anh quay phim chép miệng quá trời luôn. Để đúng miếng luôn. Trời ơi, khán giả này khán giả xem mà chiều nay khán giả mua hộp vịt ăn nữa nè. Chiến luôn. Ôi ôi cô kìa. Trời đang mưa nè ha, lạnh lạnh ha. Tới luôn. Tới chuyện luôn. Quá ngon rồi. Đó khán giả có bình luận thì cái bình luận nha, thoải mái nha. Ai cũng muốn thi ăn với chị Xuyến thì lại đây nha. Cái này khán giả có mày nè. Mày cắn luôn. Đâu bỏ cái nào được. Chị Xuyến ăn là không bỏ gì chân nha. Ngon rất. Rồi đang ăn con. Đang ăn đi hai con ăn đi. Dưới đặt nó không có mà dưới nước nó có mệt. Quá ngon rồi chị Xuyến. Ồ ăn ngâu găm quá trời ơi, quá đã rồi. Hộp dịch ăn với rau găm là mới ngon nè. Găm nãy rửa vô chị Xuyến. Rồi hả? Hình như chưa á. Rửa chưa? Rồi, thì nãy vậy ha. Quên rửa vậy lo. Quên lầm luôn rồi. Rửa hả? Con thằng giả hỏi chị Xuyến có thèm con cút không? Thèm. Mình lựng nói con còi còi chứ là con cút á. Con cút ăn ngon lắm em. Thiệt không? Cút là con cái nó giống chim tắc còi còi á. Chim cút. Cút á. Con cút. Là chim cút á. Chim cút. Chim cút đi ha. Đó lần bà sau là cái hà đó đó. Thì em chạm chim nó không cút, cút cút chim cút. Chim cút kìa. Bỏ tay. Mắc tiền lắm đó con, mấy chục ngàn á. Đúng rồi. Có 15 20 ngàn á. Ngon quá này. Quá đã rồi. Thì tới giữa luôn rồi. Dạ. Không hỏi luôn rồi. Cái này không hỏi gì hỏi gian luôn nè. Đó, chị Xuyến có 10 phút để giải quyết hết 20 trứng vịt giỡn này đó. Dạ. Đó, giỡn rồi nha, đó. Hút rồi. Hút mạnh vô, hút mạnh vô. Hút vô, hút mạnh vô. Trời ơi. Quá đã rồi ôi. Hút nữa, hút nữa. Ôi giời. Quá đã rồi chị Xuyến ơi. Nó ngon hết sức rồi. Quá ngon. Quá ngon ha. Dạ. Rất ngon. Quá đã rồi. Ôi ôi quá đã rồi chị Thúy ơi. Quá đã rồi. Quá ngon. Nó hàng xóm thấy ăn cũng trầm trồ nó kìa, nghe không? Ngon hết sức à? Ngon hết sức ngon luôn. Nhỏ nhỏ Như ơi. Nhỏ dưới nước nữa đó em. Nó dưới nước rồi đó. Sắp luôn. Nhỏ nhỏ rồi con. Nó khán giả nào mà có thử thách như chị Xuyến không? Ăn một ngày 20 trứng hộp vịt không? Dạ. Chị ơi chị Xuyến ăn được vậy nhớ. Nhỏ nhỏ ăn đó. Để mẹ ăn coi. Để mẹ ăn kìa. Quá ngon anh em ơi. Quá ngon anh em ơi ha.
Trứng thứ mấy rồi chị? Trứng này nó trứng thứ 6 rồi. Trời ơi, ơi. Mới đây mà 6 trứng rồi. Trời ơi. Ôi, nước còn ngon nè. Vậy là 6 trứng 6 phút. Ừ. Dạ. Quá nhanh nè, tốc độ mà. Nó ăn không hổ luôn á. Bàn mà rút mà gột 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 đây tôi còn chép nữa trời. Thấn thấn. Thấn nước thấn nước. À. Nào ngán ngán cái cắn trái ớt vô nha. Dạ. Ừ. Sáng sớm ra là chị Xuyến đã ăn 4 chén cơm. Dạ. Rồi bây giờ là ăn thêm 20 trứng hồn vịt giữa nữa. Hai trái sầu riêng. Hai trái sầu riêng nữa. Hai trái sầu riêng. Hai em ăn lại chị Xuyến mới lạ. Dạ. Anh em thấy chưa? Dạ ăn hết rồi nói, đừng nói nha. Dạ. Cố gắng. Ăn hết chứ. Nghe. Dạ. Để cho những người nào mà ta ăn không nổi người ta nhìn chị Xuyến ăn người ta có động lực người ta ăn hết luôn. Đó. Nói chung mấy người nào mà gọi là kén ăn đó nên nên là xem chị Xuyến nhiều hơn. Để mà có động lực mà ăn. Ai kén ăn đó xem chị Xuyến để thúc đẩy cái cơ miệng. Để cho ăn nhiều vô. Hấp dẫn quá. Ăn mà chép quá vậy Xuyến ơi. Hít hà rồi ha. Ngon quá anh em ơi. Ngon quá anh em ơi. Ngon quá. Đặt dưới nước luôn. Đặt dưới nước luôn. Bước qua trứng thứ 7 rồi ha. Dạ. Quá lẹ rồi. Rồi chưa. Trong vòng 5 phút thôi mà chị Xuyến làm 7 hộp rồi đó cả nhà. Phải ngồi ngồi là phải một trứng là một cái một đó. Quá. Rồi qua trứng thứ 8 luôn rồi kìa. Nhanh vậy. Đó, giữa đó nè. Ôi, ừ, đã quá. Bụng thiếp. Quá sướng. Quá sướng rồi. Quá sướng rồi. Quá đã rồi. Ngon hết trước rồi này. Ăn em lửa ở giữa nước thì nó ngon. Thấy không? Đúng rồi. 6 phút làm 8 trứng nha cả nhà. Trời ơi. Chị này đi thi được rồi đó chị Xuyến. Dạ. Đi thi được rồi đó. Đang quá hay. Đi thi với Nga Sumo mà. Ủa, Nga Sumo xuống đây thách đấu không? Ừ. Bữa nào ngủ Nga Sumo. Nga Sumo xuống đây. Đi lên trả. Ừ. Trời đây chứ, đó. Mình xuống đây chứ. Thách muốn thách đấu rồi xuống Nga đây. Nga Sumo có thấy chị thì xuống đây. Ừ. Gặp trực tiếp chị Xuyến. Chị ha. Quá dữ. Em ăn tới đâu chị ăn tới đó. Đó. Nữ thách chị em ăn nha. Đó, chị Nga mà có muốn thách đấu rồi xuống tới đây. Dạ. Em ăn tới đâu chị ăn tới đó. Em ăn cô khổng lồ thì chị ăn cô khổng lồ. Ừ. Không, tôi ăn rau kìa. Ăn rau quá. Ôi, ôi, cả nhà không biết thấy sao chứ em nhìn em còn thấy sợ nữa đó. Chị Như. Sao rồi, được bao nhiêu rồi? Ôi, hết luôn rồi. Chứng rồi đó, chứng thứ 9 rồi đó. Hết rồi nè. Bây giờ cảm nhận coi, cảm nhận thấy cơ thể sao rồi? Được rồi. Ừ, hết luôn rồi. Cơ thể bình thường ha. Được thì ngân nha. Được, ăn bình thường cái nào. Quá im rồi. Ôi, nước không luôn rồi. Đang thèm. Đang thèm nữa mà. Thèm dữ ăn gì chứ. Đã thèm mà. Được. Ăn này chắc cả 3 tháng nữa mới thèm lại. Cái này 3 tháng nữa mới thèm lại nha. Ngon quá nha. Nó đã. Hết sảy. Hết sảy con 17. Chị em đừng mang thấy thèm không? Đó, hết sảy con 17 anh em ơi. Bốn trứng nữa là hết rồi nè, 20 trứng rồi. Ôi công nhận thức ăn của chị Xuyến rất là dữ dằn nha. Ăn kiểu này đại gia sao nuôi nổi vậy trời. Trứng này giống như giữa học dịch lạc rồi, lạc bỏ qua đi, bỏ qua đi rồi, lạc bỏ qua đi, ăn giữa đi. Đó, nó giữa đây đó, giữa nước đó đó. Hấp được kìa. Đây mà ai cũng thèm hết
Chém tém lại mấy anh em ơi. Chơi miệng. Thôi chùi ăn đi, ăn cho đã đi. Miệng mồm kệ nó đi. Ừ. Hủ à, thấy hủ ăn rồi lên đây mẹ quá. Ừ. Hủ sao hủ thấy cái này. Rủ hủ lên còn cái vỏ. Đây cái vỏ không mày rủ vậy trời. Quá ngon anh em ơi. Ôi ơi còn có 3 trứng nữa. Dạ. Rồi, chuẩn bị qua trời. 20 hộp cả nhà. Ừ, 20 hộp. Có sức nước à. Ừ. Thích nhất mà mấy cái à. Quá ngon, quá đã. Ăn con này khán giả coi, khán giả chấp lử dữ lắm mà dạ. Thèm á. Này mà coi mà mở âm lượng lớn lên. Mở âm lượng lớn lên ha. Nghe mấy có tiếng rồi, nghe chút xíu mà là... Ăn này không đủ luôn, thấy cái kiểu là chưa giỏi luôn á. Tới luôn. Trời đất ơi, trời. Rồi xong một trứng rồi đó. 20 hộp chưa tới 10 phút. Ghê trời. Quá đã rồi. Sáng giờ 20 trứng với 4 trứng cơm. Sáng giờ làm cơm nóng cơm. Có cộng 2 trái sầu riêng vô chưa? Rồi, 2 trái sầu riêng 6 kg nữa. Quá dữ. 2 trái sầu riêng 6 kg nữa. Trời trời. Sư phụ. Ê ra nha. Tắm ha. Tắm rồi đó. Rồi trứng cuối cùng, cuối cùng luôn. Trứng cuối cùng nha. Quá trời quá thế rồi. Rồi rồi rồi. Mình coi kìa, mình mấy nó ra rồi. Mà đúng ông bà nói mình thèm gì ăn lấy cái gì thấy ngon. Đúng rồi vậy ha. Mình thèm là mình cứ ăn ha. Dạ. Cuộc đời cho phép mà, thấy không? Dạ. Ồ, lâu gầm ừ. Kiến ăn như là ăn ăn gì ta? Dưa dạ. Leo vậy đó. Ăn dưa leo ha. Dạ. Chứ phải ăn như rau gầm hả? Dưa leo cứng nha. Hồi nãy gì chưa ăn mè á. Ừ. Ăn mè nó chắc cây giọt đạn. Nhanh mà, ta ăn nhanh còn lẹ mà. Rồi, đi xíu là vượt qua thử thách nghe. Đó. Hai dịch trứng dịch giữa ha. Hai dịch giữa nghe. Rồi, nhớ bấm theo dõi tập tiếp theo. Hai dịch trứng muốn khép nữa nha. Bốn trái sầu riêng. Chẳng giả được chứ ơi. Bốn trái cơm. Trời ơi. Sư phụ.